Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo là một trong những đơn vị có phong trào sáng kiến phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Nhiều sáng kiến khi được áp dụng vào thực tiễn đã đem lại những hiệu quả tích cực. Đây là một tiết chào cờ đầu tuần tại trường Trung học phổ thông Trương Vương, chỉ có khoảng 5 phút để thực hiện các nghi lễ và triển khai nhiệm vụ trong tuần. Tất cả thời gian còn lại được dành cho hoạt động giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống. Trong đó, tổ tư vấn tâm lý nhà trường có nhiệm vụ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các chủ đề như bạo lực học đường, giảm áp lực thi cử. Mỗi tuần sẽ có một lớp được phân công nhiệm vụ trực tuần có nhiệm vụ xây dựng chương trình truyền đi thông điệp về giá trị sống. Toàn bộ các bước từ lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, tập luyện biểu diễn đều do học sinh thiết kế. Giáo viên chủ nhiệm là người đồng hành, hỗ trợ khi các em cần. Nhà trường sẽ tổ chức bỏ phiếu bình chọn ra chương trình trực tuần xuất sắc nhất, khen thưởng động viên. Nhờ đó mà buổi chào cờ không hề nặng nề, áp lực mà rất sôi nổi hứng khởi. Đây chỉ là một trong số những giải pháp thuộc sáng kiến quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giá trị sống của nhóm tác giả là cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền, hiệu trưởng, và Bùi Thị Ngọc, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trương Vương. Chúng tôi lồng ghép vào những tiết học mà có thể lồng ghép được cái việc giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống. Ngoài ra là chúng tôi có những buổi riêng theo chủ đề hàng tháng, và có những buổi của chúng tôi mời cả các chuyên gia cùng với nhà trường để giáo dục cho các em, ví dụ như là giáo sư Nguyễn Văn Dũng, anh Hồ Phạm Tuân, rồi tiến sĩ Nguyễn Văn Tình. Xác định cấm học sinh không sử dụng điện thoại không chỉ khó mà còn phản giáo dục. Nhóm tác giả gồm thầy Vũ Thanh Bình, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tiên Lữ, và các cô giáo Trần Thị Thủy, Hoàng Thị Hương đã đưa ra sáng kiến quản lý học sinh sử dụng điện thoại thông minh. Theo đó, sáng kiến chia thành hai phần: quản lý học sinh tại trường và tại nhà. Tại trường, bên cạnh việc quản lý chặt chẽ mạng Wi-Fi, không để học sinh kết nối mạng tự do, nhà trường triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền để học sinh hiểu được việc sử dụng điện thoại, mạng internet an toàn. Đồng thời bố trí nhiều hoạt động học tập, kiểm tra, đánh giá bằng điện thoại thông minh. Tại nhà, qua khảo sát, xác định thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ là khoảng thời gian học sinh dùng điện thoại nhiều nhất nhưng lại không phục vụ việc học. Nhóm tác giả đưa ra giải pháp sao nhiệm vụ học tập chỉ có thể làm trong khung giờ này, phối hợp với cha mẹ để quản lý. Sau hơn một năm áp dụng vào thực tiễn, giải pháp đã đem lại những hiệu quả tích cực. Khi mà chưa áp dụng cái đề tài, giáo viên bộ môn cũng như là giáo viên chủ nhiệm phải xử lý cái tình huống mà học sinh sử dụng điện thoại vụng trộm trong các giờ học là rất nhiều. Nhưng mà nay thì giáo viên đã kết hợp vào trong quá trình giảng dạy, sử dụng rất là nhiều các cái phần mềm để cho học sinh có cơ hội thể hiện cái sự hiểu biết, cái năng lực của mình thông qua cái việc sử dụng điện thoại di động. Trường Trung học phổ thông Phan Tăng là một trong những đơn vị được đánh giá cao về hiệu quả công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của sáng kiến phát huy vai trò của công tác đoàn trong việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngân, Đỗ Thành Phúc và Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Tăng. Sáng kiến đã chia công tác hướng nghiệp thành 4 giai đoạn là định hướng nghề nghiệp, tư vấn nghề, tuyển chọn nghề và thích ứng nghề với nhiều giải pháp cụ thể như đưa công tác hướng nghiệp vào hoạt động đoàn, sử dụng trắc nghiệm hướng nghiệp, tọa đàm, giao lưu với các chuyên gia hướng nghiệp, phát huy vai trò câu lạc bộ sách và hành động để cung cấp thông tin về nghề nghiệp cho học sinh. Qua đó đem lại những tác động rõ rệt với quyết định chọn nghề, chọn trường của học sinh. Các hoạt động hướng nghiệp do đoàn thanh niên tổ chức đã giúp em hiểu hơn về các ngành, các nghề và quan trọng hơn là giúp em hiểu được bản thân mình hơn và từ đó đưa ra các cái quyết định trong việc chọn ngành, chọn nghề để sau này mình sẽ không hối hận với các cái quyết định của mình. Trong 5 năm, từ năm 2017 đến năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có gần 2.700 sáng kiến đề nghị công nhận sáng kiến. Trong đó, 1.744 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp ngành, 41 sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh công nhận. Các sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đánh giá cao về chất lượng. Hoạt động sáng kiến được phổ biến ở tất cả các cấp học, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp, ở tất cả các bộ môn, từ sáng kiến của cán bộ quản lý đến sáng kiến của giáo viên. Quý vị và các bạn thân mến, chương mục khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.